Hơn 10 giờ trưa, dưới tán cây tại đơn vị, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 14, sư đoàn 330, quân khu 9 vẫn say sưa luyện tập các nội dung theo kế hoạch huấn luyện. Sau khẩu lệnh của chỉ huy, các chiến sĩ nhanh chóng thực hiện các động tác một cách thuần thục, chính xác. Do thời tiết nắng nóng, thì đối với việc lựa chọn thao trường huấn luyện có bóng mát là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu đối với đơn vị chúng tôi. Chúng tôi cũng có sự chủ động để xin ý kiến của cấp trên điều chỉnh về cái thời gian huấn luyện trong ngày. Thông thường thì huấn luyện sớm 30 phút vào buổi sáng và muộn 30 phút so với thời gian buổi chiều. Ngoài việc điều chỉnh nội dung kế hoạch thời gian phù hợp để bộ đội mau chóng hồi phục sức khỏe, trong mỗi buổi huấn luyện, sư đoàn 330 còn tăng thời gian giờ nghỉ giải lao giữa các đợt. Ngoài ra, lực lượng quân y luôn bám sát hoạt động của bộ đội, kịp thời tham mưu với người chỉ huy, điều chỉnh cường độ huấn luyện, sẵn sàng sơ cứu những trường hợp bị say nắng, say nóng. Chúng tôi luôn theo sát để kịp thời phát hiện những cái trường hợp mà có biểu hiện bệnh để xử lý. Tận dụng các loại cây, lá có tác dụng thanh nhiệt cơ thể như là dây nhãn lồng hoặc là lá đinh lăng để nấu nước cho bộ đội uống. Ly nước được nấu từ lá đinh lăng trong những buổi giải lao giữa giờ đã giúp cho chúng tôi hồi phục được đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể để nhanh chóng hồi phục và đảm bảo được sức khỏe trong quá trình học tập và rèn luyện để đạt được kết quả tốt nhất. Để đảm bảo sức khỏe cho bộ đội, hàng năm, trước khi bước vào huấn luyện, bộ phận quân y của sư đoàn được tập huấn về những kiến thức cơ bản, cách nhận biết các biểu hiện, cách dự phòng và kỹ thuật cấp cứu say nắng say nóng, chuẩn bị đầy đủ trang bị, thuốc cấp cứu phục vụ việc phòng chống dịch bệnh, nhất là khi bộ đội luyện tập ngoài thao trường, huấn luyện dã ngoại. Tôi đã chỉ đạo cho các cơ quan quân y, quân nhu, doanh trại phối hợp với các đơn vị thường xuyên kiểm tra các nguồn nước uống, sinh hoạt, bảo đảm nguồn nước chất lượng tốt cho bộ đội, định kỳ phun thuốc khử khuẩn, thuốc diệt côn trùng ở các khu vực vệ sinh công cộng, nhà ở, nhà ăn, nhà bếp, tổ chức chế biến thực phẩm hợp vệ sinh, lưu nghiệm thức ăn đúng theo quy định. Hiện nay ở các đơn vị trong toàn sư đoàn đều có dự thuốc nam, trồng với nhiều chủng loại thuốc theo quy định để bảo đảm chăm sóc tốt sức khỏe cho bộ đội. Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào mùa khô nên thời tiết nắng nóng kéo dài. Do vậy, việc triển khai linh hoạt biện pháp tổ chức huấn luyện và quan tâm bảo đảm sức khỏe bộ đội là rất cần thiết. Điều này có ý nghĩa quyết định tới chất lượng huấn luyện của đơn vị. Nhờ sự chủ động đó, những năm qua, chất lượng huấn luyện của sư đoàn 330 luôn được giữ vững. 100% cán bộ chiến sĩ đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.